Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Fuji Auto trong một ngày đầy nắng và gió này. Vâng, hôm nay thưa quý vị các bạn, em muốn giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới được nhập về cửa hàng. Nhưng mà con này thì em đang để ở bên cửa hàng của anh em ở chỗ đường Tân Dương Thủy Nguyên. Vâng, Daewoo Matiz SE sản xuất năm 2005. Một chiếc xe mang biển số Hải Phòng 15A33783. Vâng, đấy các bác nhìn xe đấy ạ. Sơn xi của xe thì đã được sơn xì tút xì tát lại hết rồi nha các bác nhá. Vâng, nên là các bác cũng không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Một chiếc xe Matiz bản SE số sàn. Đấy, ngoại thất thì màu đỏ vàng, nội thất cũng màu đỏ vàng, cũng khá là tươi mới các bác ạ. Vâng, vô lăng hai chấu đẹp xuất sắc. Và con này thì đã có kính điện cả hai bên cánh nha các bác nhá. Hai cánh trước kính điện đầy đủ. Đấy, keo chỉ thì zin cả xe luôn. Đảm bảo các bác là không phải nghĩ ngợi gì luôn. Một chiếc xe thương hiệu Hàn Quốc nhập khẩu nguyên chiếc, trần nỉ vẫn còn rất là ngon. Máy số thì tương đối, còn đâu là về độ chất con này thì đấy, cánh sau là quay tay bằng kính nha các bác ạ. Đấy, các bác lên xuống bằng kính bình thường nha các bác nhá. Và nội thất bên trong xe thì cũng nói chung là cũng tạm được. Đấy, một chiếc xe bản SE, thế nên là nó cũng được hai kính điện, hai kính sau thì quay tay rồi và cũng dán một số cái tem lằng ngoằng. Vâng. Với cái tầm tiền nhỏ nhỏ vậy thôi thì con này thì nó cũng có một chút giấy tờ vấn đề, thế nên là nó sẽ rẻ như vậy. Vâng. Thế còn đâu là đấy các bác nhìn này, nội thất bên trong này, cánh cửa thì đóng mở là ok nhá, êm khít không hề lỗi lầm. Đấy. Và phần trên cũng vậy. Đấy các bác nhìn này. Đấy, nội thất này khá là rộng rãi. Con này thì có cả cái tấm thảm nỉ để chống nhiệt nữa rồi. Chủ cũ ông ấy tập lái cũng được một thời gian, thế là bây giờ ông ấy chán thì không đi nữa thì bán lại cho bên anh em ở bên này. Thế là cuối cùng bên em lấy về không hề mục mọt tí nào các bác này. Dưới mép của cánh cửa là không biết mục mọt là gì nhá. Nói chung là cũng tương đối thôi. Về chất xe, đấy các bác nhìn gầm, con này thì ở Hải Phòng, thế nên là gầm của nó thì tương đối khá là sáng, không hề có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn gầm của xe đó. Vâng. Khung gầm sắt xi này, ba bô lê này, ngon ngật luôn. Đấy, có mỗi chỗ một số chỗ thì nó cũng tạm tạm thôi. Nói chung là nếu mà gọi là độ giữ gìn thì con này phải nói là cũng giữ gìn phết. Vâng. Các bác nhìn gầm ạ, sáng choang luôn. Có mỗi cái là bốn quả lốp của nó thì hơi kém một chút, còn đâu là gầm bệ thì ngon, sắt xi tốt. Đấy, chỗ này thì chống kích lên nên là nó hơi bị méo một chút thôi, không có gì. Thế còn con này thì hết hạn đăng kiểm rồi các bác ạ. Đến tháng 2 năm 2021 thì đến nay là âm mất 4 tháng rồi. Nếu các bác nào mua về thì các bác cũng có thể bỏ ra đăng kiểm đấy với cộng cái đăng kiểm mới đấy ạ. Thì rơi vào tầm khoảng trên dưới 3 triệu là các bác sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, với cái tầm tiền mà nhỏ nhỏ này thôi thì các bác cũng khó mà kiếm đâu ra được con xe thứ hai mà được như chiếc xe này. Vâng, đăng kiểm như thế, còn giấy tờ thì sẽ không sang tên các bác nhé, bán thì không sang tên thôi. Lốp thì cũng đã cũ theo thời gian rồi, nhưng mà cái này thì các bác lăn bánh thoải mái. Nói chung là bác nào thích thì các bác mua 4 quả mới về các bác thay cũng được. Con này thì đã lên được vành đúc rồi, phanh đĩa hai bánh trước và tăng trống thì đằng sau. Đấy, vành la răng 8 chấu luôn các bác, cũng tương đối, cua lốp thì đều. Sơn xi xì tốt thì chủ cũ người ta kiểu đi tập lái nhưng mà thích nghệ sĩ, thế là sơn xi vừa đỏ vừa vàng này, thế là về các bác cũng chả phải làm gì. Đấy, còn đèn của xe thì cũng tương đối thôi. Đó, còn đâu là xe thì cũng đã được gắn đầy đủ hết rồi. Ví dụ như là vè mưa rồi giá nóc các thứ là cũng không thiếu cái gì. Vì là chủ là người có tiền, người ta đi độ đấy, chơi lên cả 4 quả la răng nha các bác nhá. Cua lốp trong này, xe rất là đều luôn, không hề phải nghĩ ngợi gì đến cua lốp luôn. Đấy các bác nhìn, một chiếc xe bản SE tem nhãn đầy đủ. Đấy, và xe thì đang có mặt tại Vũ Duy Auto, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy các bác nhìn là gầm này, gầm bệ bên này cũng thế ạ. Vâng, rất là sáng luôn nhá, không lỗi lầm. Một chiếc xe thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Đấy, Daewoo Hàn Quốc. Và đây các bác nhìn la răng đúc này, la răng đúc của xe này. Đấy, la răng vẫn còn rất là ngon, nói chung là chảy xước một số chỗ thôi, nhưng cái này thì không vấn đề gì đâu các bác nhé. Vâng, lốp của xe thì cũng đã mòn rồi, thì cái này các bác có thể thay. 4 quả thì các bác mất tầm khoảng đấy. Vâng. Còn đâu là về nội thất bên trong thì các bác có thể nhìn là ghế này, còn sàn này, sàn cao su, ghế đằng sau rồi ghế đằng trước. Với cái thời tiết nắng nóng này đấy, các bác nhìn xe máy chạy kia có khổ không như chứ đấy. Đấy, còn không gian để đồ đằng sau thì là đây, chủ cũ người ta cũng đã độ lên quả loa với cả ba chép ở đằng sau rồi. Còn sườn này các bác nhìn này, sườn hai bên này
Đấy, ba thẳng căng, đinh hàn vẫn còn nguyên nhá. Không hề có một vết gì là cong vênh uốn éo gì cả. Đấy, thế là ngon rồi. Nói chung là tầm tiền này thì các bác mua cái con này thì quá là được. Vâng, tầm quá là rẻ trong thị trường rồi. Vì xe thì không ra giấy được nha các bác nhá. Đấy, em cứ nói trước, không đến lúc các bác lại cứ hỏi là sang tên bấm biển thì đâm ra em rất là khó. Thế còn đây, đồ nghề kích lốp, lốp láp các thứ thì đầy đủ. Lốp về la răng vẫn còn ngon. Còn đằng sau các bác nhìn này, nó hơi ham một chút thôi nhưng chắc chắn là không hề có đâm đụng gì cả. Đó, một chiếc xe ngon ngật cành đào, máy số 15 từng cm. Đấy, biển số Hải Phòng. Đấy, hai kính trước thì điện. Đấy, sàn cao su này. Đấy, rất là sạch sẽ. Nói chung là người ta tập lái và người ta giữ là cái này là ok rồi. Đấy, các bác có nhìn cái gì không? Kim bơm bóng đấy các bác ạ. Vâng, chủ cũng là người đam mê bơm bóng và quên cả kim. Bán xe quên kim. Đấy. Thế còn phần táp lô của xe thì ngon, đẹp. Vô lăng hai chấu nhưng bản này không có túi khí, túi khủng như các bác nhá. Không hề có túi khí luôn, da thì đã được làm lại hết rồi. Bác cái đầu tư con này bảo chứ ta mua con này về tập lái nhưng mà chả lẽ ra lái ra đường thì trông nó xấu, thế là bác cái đầu tư nhiều quá. Bây giờ bác cái mua lên Santa Fe rồi thì bác cái chơi con này, bác cái bán cho bên em, thế nên đâm ra là đấy thôi, giấy tờ thế nó chỉ có vậy. Thế còn điều hòa thì con này mát lạnh luôn, điều hòa mát các bác nhá. Đấy, phải ấn AC đấy. Thế còn đầu đĩa Pioneer, đầu này thì vẫn còn ngon, chạy ầm ầm. Nhưng mà cái này thì em khuyên các bác là nếu bác nào tập lái tốt nhất đừng dạy theo bác này, mà hãy mua lên một bộ đầu Android á, có cả cam lùi hành trình cho nó yên tâm, khi các bác đi lại thì nó cũng thoải mái. Chứ bây giờ mà mua mà lại đi cái xe mỗi nhạc nhẽo không có đầu lái lùi nước các thứ là va chạm là cũng đâm ra lại mất thêm tiền. Thế còn đâu thì gạt mưa thì nước non thì cũng có nhưng mà phun hơi bị yếu tí, yếu quá các bác ạ. Vâng, một chiếc xe đấy, kính điện là lên xuống bình thường nhá. Thế còn gạt mưa thì gương chiếu hậu đấy ạ. Gương chiếu hậu thì chỉnh cơ thôi, động cơ cơm. Đấy, thế còn nói chung là gạt mưa nhiều chế độ ok luôn. Đấy, bây giờ thì đấy các bác nhìn ạ. Tất cả các cái chức năng của xe thì cũng tương đối. Còn ta sẽ ra khoang động cơ để xem con này động cơ như thế nào. Máy của chiếc xe này sử dụng động cơ 0.8 các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu khá là ngon. Thế còn đèn đây là các bác này, tất cả các chức năng đèn đóm đầy đủ, đèn thì bóng sáng. Nói chung là về thì các bác cũng phải xì tốt xì tát lại một chút rồi. Các phần nhựa này nó lão hóa rồi này, nó cũng hơi xấu rồi, han rồi. Đấy. Thế nhưng mà các bác về các bác làm lại đi là một chút nữa là các bác có một chiếc xe để cho gia đình quá là ok. Đấy, động cơ 3 máy luôn các bác nhá. Động cơ 3 máy 0.8 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu thụ 4 lít trên 100 cây. Em nói thì các bác có thể không tin nhưng mà các bác cứ đi nhiều các bác biết cái dòng này nó tiết kiệm lắm. Chỉ hơn xe máy một chút thôi. Nhưng mà động cơ lại động cơ 3 máy mà rất là khỏe, chở đến 5 người ngồi, rộng rãi thoải mái mà xe thì rất là ok. Đấy, động cơ MT-Tech nha các bác nhá, MT-Tech luôn, 12 van. Đấy. Dầu mỡ thì cũng tương đối thôi, còn ga cò kéo các thứ thì đầy đủ. Đấy, không thiếu một cái gì. Và với cái tầm tiền như thế này thì bác nào muốn sở hữu chiếc xe thì alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869 158 926. Và em thì sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ bác nào mà cứ gọi thì muộn mà lại bảo là xe có. Đấy, xe em có mặt ngay tại Vũ Duy Auto, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng đấy ạ. Các bác mà thích thì mời các bác đến xem xe. Chứ còn cũng chả muốn nói nhiều nữa. Vì là có mấy con rẻ em cứ về bây giờ hứa hết bác này bác nọ thì đâm ra nó rất là khó. Thì em cứ đưa lên, bác nào gọi nhanh tay, alo và cọc tiền trước thì là được ngay. Đấy, xe đang ở này thì bây giờ em đánh chuẩn bị đánh về rồi. Em quay luôn, nóng là phải lên sóng ngay, không có việc gì ta phải vội vàng. Đấy, thế còn đằng sau này các bác nhìn này. Đó, các bác nhìn này. Đấy, trong nội thất tươi mới luôn nhá. Vô lăng củ số ngon ngật. Nói chung là các chi tiết thì nó cũng theo thời gian rồi. Đến nay là 16 năm rồi, không tránh được những cái khiếm khuyết. Nhưng mà cái này là ok rồi các bác nhá. Vâng, chứ còn chắc chắn là không thể bảo là so được với xe mới hoặc là các cái xe đời cao hơn. Cái đấy thì không ấy được đâu. Thế còn đâu là để mà một chiếc xe đi tránh mưa tránh nắng thì thế này là quá là được rồi. Đấy, gương chiếu hậu, chỉnh cơm, động cơ chỉnh cơm các bác ạ. Thế còn nói chung là về khung cột kèo các thứ của xe thì vẫn còn tương đối là ngon, không lỗi lầm. Chủ yếu là không sang tên được con xe này đâu các bác nhá. Vâng, một chiếc xe không hề sang tên.
Đương nhiên là bảo hiểm thì các bác muốn đi đường thì các bác phải đăng kiểm, và cái này thì em không chịu trách nhiệm về, các bác phải tự đăng kiểm đấy, nó rõ ràng thế cho nó dễ, không nên đến lúc này các bác lại bảo là ô cái này nằm trong dạng đăng kiểm thì chết dở em, mất mấy triệu nữa em lại tăng tiền lên thì lại bảo thế này thế nọ đấy. Còn hàng ghế sau này đấy, các bác nhìn nhá, rất là rộng rãi thoáng đãng luôn, bậc chỗ để chân cũng rất là rộng đấy, sàn trước các thứ, nói chung là một chiếc xe gia đình thì cũng là ok đấy, cửa nào các thứ đóng mở rất là tốt. Và bác nào mà thích cứ alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869 158 926. Bên em thì thường xuyên về những cái mẫu xe giá rẻ mềm hoàn hoạt như thế này, thế nên là các bác cũng cứ ai nhanh tay điện thoại ngay cho em Vũ Duy Auto thì có xe về, và các bác cũng tự tin lên đặt cọc cho em Vũ Duy Auto trước thì chắc chắn cái xe của các bác mà các bác cũng chả phải vất vả gì đấy. Một chiếc xe tuyệt vời, Deumatis bản SE sản xuất năm 2005, thương hiệu Hàn Quốc, đang có mặt tại Vũ Duy Auto, hết hạn đăng kiểm đến 4 tháng. Và đương nhiên số tiền bỏ ra chắc khoảng hơn 3 triệu đồng thì các bác sở hữu ngay được con xe này để lăn bánh ra ngoài đường rồi nhá. Đấy, cột kèo, keo chỉ, sơn si, tỉa mả các thứ thì cũng tương đối là ok. Máy số thì ngon, gầm bệ chắc. Đấy, các bác nhớ cái đăng kiểm ấy ạ, tháng 2 năm 2021 đấy. Thế còn lốp thì các bác có thể thay, tầm mất tầm khoảng hơn 2 triệu đến 3 triệu thì các bác có thể ngay được 4 quả lốp rồi. Đó, Deumatis biển số Hải Phòng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và chia sẻ giúp Vũ Duy Auto. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn.